Cùng với các ngành các cấp, thời gian qua, Phòng Kỹ thuật thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự Tây Ninh đã triển khai và duy trì có hiệu quả mô hình xoa dịu nỗi đau da cam. Mô hình này được đánh giá là mang đậm tính nhân văn và mang lại nhiều lợi ích thiết thực đối với cuộc sống những nạn nhân chất độc da cam. Năm 2021, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phát động trong toàn lực lượng và khuyến khích mỗi đơn vị trực thuộc có sáng kiến về mô hình mới cách làm hay, vừa thiết thực với đời sống, vừa mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Qua khảo sát tại các địa bàn đóng quân, Phòng Kỹ thuật thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã nhận thấy trên địa bàn xã Chà Là, huyện Chí Minh Châu có nhiều nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam đang sinh sống. Từ đó, đơn vị này đã tiến hành xây dựng mô hình xoa dịu nỗi đau da cam. Đây là một cái mô hình nó mới. Tuy nhiên thì với sự phối hợp chặt chẽ giữa Phòng Kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh với Ủy ban nhân dân xã Chà Là, từ đó có cái chính sách là hỗ trợ giúp đỡ để các cái gia đình không ai bị nhiễm chất độc da cam vươn lên trong cuộc sống. Qua 3 năm vận hành và chung sức duy trì mô hình xoa dịu nỗi đau da cam, Phòng Kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thường xuyên phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Chà Là tiến hành khảo sát thống kê số lượng người bị nhiễm chất độc hóa học dioxin trên địa bàn. Từ đó, đơn vị đã trích quỹ tăng gia sản xuất để thăm hỏi nhóm đối tượng này, định kỳ là 300.000 đồng một người một tháng. Ngoài ra, Phòng Kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh còn phối hợp vận động xây tặng 3 căn nhà tình nghĩa quân dân cho nạn nhân chất độc da cam gặp khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí 240 triệu đồng. Hiện tại thì xã Chà Là phối hợp với Phòng Kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng như là các mạnh thường quân cũng hỗ trợ được giúp đỡ cho 9 nạn nhân. Trong 66 nạn nhân thì vẫn còn một số nạn nhân là cũng có hoàn cảnh khó khăn, thì Ủy ban nhân xã cũng đã tổ chức khảo sát và cũng đã lập danh sách để tiếp tục chúng ta phát triển cái mô hình nó đạt hiệu quả cao hơn. Với những nạn nhân chất độc da cam, từ lúc sinh ra, họ đã mặc định phải nhận lãnh sự đau thương từ hậu họa của chiến tranh và mang trên mình những thương tật cùng bao đau đớn. Như trường hợp em Phạm Thị Thúy Vi, sinh năm 2005, ở ấp Ninh Hưng 1, xã Chà Là. Di chứng da cam đã gây tật câm điếc cho em ngay từ lúc vừa chào đời. Đã vậy, mẹ em, người gần gũi chăm sóc em, lại là người khuyết tật do một tai nạn. Với cái vai trò cơ quan chính trị sẽ tiếp tục tham mưu cho đảng ủy, cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ ngày một đồng hành nhiều hơn và đưa ra nhiều mô hình hơn nữa, cách làm hay hơn nữa để làm sao đó tập hợp được càng đông càng tốt để chăm lo, không để ai ở lại phía sau. Đó là mà câu mà hiện nay đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang quyết tâm làm. Thì qua những buổi thăm hỏi, thì cũng làm tăng thêm tình đoàn kết giữa quân và dân, và qua đó cũng làm cho quần chúng nhân dân nói chung và các hộ gia đình bị nhiễm chất độc dioxin nói riêng là càng củng cố thêm lòng tin nữa đối với quân đội, đặc biệt là trong mùa Covid. Mặc dù cái khả năng đi lại cũng như phối hợp mình gặp trực tiếp rất là khó khăn, chỉ qua thông qua điện thoại thôi, mà công tác thăm nom tặng quà và hỗ trợ các hộ gia đình cũng tiến hành được thường xuyên. Với những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Phòng Kỹ thuật sẽ đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xem xét cho nhân rộng mô hình này ra toàn địa bàn huyện Chí Minh Châu, tiến tới nhân rộng mô hình ra nhiều địa phương khác trong toàn tỉnh.